được xem là bà đỡ đối với ngư dân trong việc vay vốn đóng tàu đánh bắt xa bờ. Thế nhưng với những bất cập như thủ tục rườm rà, thời gian giải ngân vốn vay ưu đãi chậm, ngân hàng gây khó dễ cho ngư dân, nên nhiều ngư dân đã không còn mặn mà với nguồn vốn từ Nghị định 67 nữa. Những bất cập này cũng chính là những rào cản khiến Nghị định 67 chưa thực sự đi vào cuộc sống. Sau hơn một năm làm thủ tục và chờ đợi vay vốn theo Nghị định 67, ngư dân Nguyễn Văn Tiến tại xã Tam Quang Bắc, huyện Hòa Nhơn, tỉnh Bình Định đã quyết định không chờ đợi nữa. Cùng với số tiền tích lũy được, anh đã chủ động vay vốn ngân hàng 1,4 tỷ đồng với lãi suất 8,5% một năm để đóng mới con tàu 700cv trị giá gần 3 tỷ này. Thật sự ước mơ tôi đóng con tàu lớn hơn này để vươn xa và đánh bắt lâu ngày, dài ngày hơn ở trên biển và bảo vệ cái vùng biển của biển đảo của ta. Nhưng mà thật sự là hiện bây giờ là tôi con tàu nó cũng hơi nhỏ hơn theo cái nguyện vọng của mình để đóng con tàu vậy, nên là cũng kính thưa là coi như nhà nước, đảng, chính phủ là yêu cầu các ngân hàng là giải ngân một cách là coi như là xác đáng, cũng như mà theo mà chính phủ mà đã quy định cái thủ tục quy trình. Chứ còn cái thời gian mà chúng tôi bà con chúng tôi đi qua lại nhiều lần mà để tiếp cận cái nghị định 67 thì cái thời gian quá xa và quá dài. Như tôi thì bên ngân hàng trả lại hồ sơ thì cũng không báo rõ tôi là như thế nào. Còn những ngư dân này, họ đã không đi biển cả năm nay để ở nhà giao dịch với ngân hàng. Sau khi nhận quyết định phê duyệt đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu theo Nghị định 67 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, thời gian quá lâu cùng với những bất cập gặp phải đã khiến họ không còn mặn mà với việc vay vốn từ nghị định này nữa. Từ cái ngày mà tỉnh phê duyệt đến nay 8 tháng rồi, thì thấy nó có nhiều cái nó chèo kéo mà vô lý quá. Thật sự thì có về không á thì ngân hàng cũng báo cho ngư dân chúng tôi. Ngư dân chúng tôi cũng chờ chật, cũng mỏi mòn rồi, cũng gần anh em rồi, không đi đánh bắt được gì hết. Và nếu không cho về thì ngân hàng cũng báo cho chúng tôi để chúng tôi biết, để về thương mại, để đem tàu gỗ xa xưa ông cha ta. Tôi cũng không hiểu, tôi cũng không biết lý do gì mà từ khi phê duyệt tới giờ là tôi cũng chờ đợi miết, không đi làm. Đó. Mà giao tự công đi là cũng thất thu nhiều lắm. Mấy tháng đây là tôi ở nhà là thất thu, làm vô cái thất thu thâm tổn biết không. Mà cũng vì chờ đây, nếu mà như ngân hàng có cho phê duyệt có cho làm thì tôi ở nhà tiếp tục để mà lên để mà làm, còn nếu không cho làm thì cũng nói bây giờ là coi như không cho làm nữa thì tôi xin nghỉ. Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng đến nay việc thực hiện nghị định 67 tại tỉnh Bình Định vẫn còn hạn chế, chưa đạt kế hoạch tiến độ đề ra. Danh sách đủ điều kiện đóng mới được phê duyệt chỉ đạt 69%, ký hợp đồng tín dụng thi công đóng tàu mới được 16,5% so với số lượng được phân bổ. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định thì có 5 nguyên nhân làm chậm tiến độ thực hiện theo nghị định 67 tại địa phương, trong đó có 2 nguyên nhân được đưa ra đầu tiên liên quan đến việc một số ngân hàng thương mại chưa tích cực hỗ trợ và không muốn cho ngư dân vay vốn nên chậm xem xét và trả lời về sự phù hợp của hồ sơ vay vốn. Qua phản ánh của ngư dân thì trách nhiệm của ngân hàng nhà nước, cơ quan quản lý thì trách nhiệm sẽ đi tìm hiểu được nguyên nhân để xác định rõ về ngân hàng nào, nếu một trường hợp mà phát hiện mà có ngân hàng nào và gây khó dễ cho ngư dân thì sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết. Còn đối với những trường hợp mà vì nguyên nhân chủ quan, khách quan thì chúng ta sẽ có cái buổi đối thoại trực tiếp và làm việc trực tiếp để tìm ra nguyên nhân, làm sao mà sớm là cho ngư dân tiếp cận được cái nguồn vốn tín dụng được nhanh nhất. Có hay không việc ngân hàng làm khó ngư dân trong việc tiếp cận vốn vay theo nghị định 67? Câu hỏi đang chờ các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định trả lời. Tuy nhiên, thủ tục rườm rà và thời gian giải ngân vốn chậm đang làm những ngư dân ở đây không còn mặn mà với nghị định này nữa. Cáp phải quấn vào các khung chuyên dụng và phải đặt trong các gông cùng bó cáp do Điện lực Lâm Đồng đã trang bị hạ tầng và có các quy chế sử dụng chung.